Hầu hát kính xin lão cư sĩ từ bi hướng dẫn, phải lo tu hành như thế nào để được gọi là người một môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Câu này hay, cảm ơn chư vị. Một môn thâm nhập. Bây giờ chư vị nghĩ môn nào mà mình cần thâm nhập đây? Niệm Phật từ hôm qua tới nay, từ sáng tới giờ, từ ở bên kia chỗ nào đi cũng niệm Phật như vậy, thì chư vị có chấp nhận là một câu A Di Đà Phật tu hành không? Nếu chư vị chấp nhận vậy, tức là chư vị đã thực hiện cái câu một môn thâm nhập trường thời quân tu. Nếu hôm nay chư vị niệm Phật, ngày mai chư vị tu một cái khác để tạo một khác, tức là nhị môn thâm nhập. Nếu mà hôm nay mình tụng cái này, mai mình tụng cái kia, mốt mình tụng cái nọ, cái kia mình tụng cho đủ tam tạng kinh điển của Phật, thì chư vị tu tới 84.000 pháp môn thâm nhập, chứ không phải là một môn thâm nhập. Tốt hay không chư vị? Tốt. Thành tựu hay không chư vị? Không. Chính vì thế mà hồi sáng chị âm nói là chính Đức Thế Tôn đã thuyết kinh giảng đạo trong 49 năm, 300 hội, để lại tam tạng kinh điển, 14.000 pháp môn. Sau cùng ngài nói bảy cái điều giác ngộ của một người tu hành Phật pháp để thành tựu. Thì đầu tiên xin chư vị hãy tuyển chọn trong 84.000 pháp môn, tìm một pháp môn nào hợp với căn cơ của mình, để mình chấp trì vào đó mà tu niệm suốt đời tinh tấn, để sau cùng được giải thoát. Đó là cái nội dung mà Diệu Âm nói Thất Bồ Đề Phật. Thất Bồ Đề Phật. Tại sao Phật giảng nhiều kinh mà sau cùng Phật biểu chúng ta chọn một kinh thôi? Là tại vì một kinh của Phật là có một cái duyên để ngài giảng. Cái duyên có một người lừa biếng tới hỏi Phật làm sao trị cái chứng lừa biếng của con. Ngài giảng vì cái duyên này mà ngài giảng cho cái kinh tinh tấn để trừ giải đại, đúng không chứ vậy? Một cái duyên của một người không tin tới hỏi, thì ngài giáng cho một cái đạo là đạo tin tưởng. Một cái duyên của một người làm ác tới gặp Phật, ngài giáng cho một cái kinh làm hiền, làm thiện, để giúp cho cái người làm ác đó bỏ cái tâm ác đi, trở về cái tâm thiện, trở về tâm thiện, trở về cái tinh tấn, trở về cái pháp Phật, mới tạo được cái căn lành. Khi có căn lành đầy đủ rồi, ngài mới nói là bây giờ chư vị đã đủ căn lành rồi, đã làm phước làm thiện đủ rồi, bây giờ đem cái phước thiện đó mà niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương Thành Đạo. Như vậy thì có phải tất cả các kinh điển của Phật dồn lại để tạo cái thiện căn phước đầy đủ cho một chúng sanh, rồi nhờ cái thiện căn phước đầy đủ niệm một câu A Di Đà Phật vượt ngàn tam giới, băng ngàn sáu đường trở về Tây Phương, không bị nghiệp chướng hành hạ nữa. Rõ ràng chính vì vậy mà xin thưa với quý vị, tất cả kinh điển của Phật đều có cái khuynh hướng này hết mà chúng ta không hay. Cho nên ngài Tịnh Không nói thời nhà Tùy, nhà Tùy nhà này gọi Nam Bắc Triều đấy, chư vị cao tăng mới quy họp lại và tìm các coi như trong tam tạng kinh điển của Phật chọn ra cái kinh nào gọi là kinh số 1, là chính mà, là kinh chính nhất, thì tất cả đều nói là kinh Hoa Nghiêm là kinh chính nhất, gọi là chánh mạch của Phật giáo. Kinh nó đến gom lại, thì trong cái kinh Hoa Nghiêm đó gom lại
đã nói trong cái vô lượng thọ. Trong kinh vô lượng thọ đó gom lại chính là nguyện thứ 18. Như vậy thì rõ ràng, chứ quý vị mới thấy rõ ràng là kinh chính mạch là kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà cái gọi là cái áo chỉ của kinh Hoa Nghiêm lại là kinh vô lượng thọ. Mà kinh vô lượng thọ cái chính yếu là cái nguyện thứ 18. Mà nguyện thứ 18 chính là 10 nguyện tập tính, là câu A Di Đà Phật. Như vậy vô tình một câu A Di Đà Phật là tam tạng kinh điển của Đức Thế Tôn. Thật rằng chư tổ đã nêu lên vấn đề này, nó có cái căn bản rõ ràng. Chúng ta đang niệm câu A Di Đà Phật thì chư tổ đó một câu A Di Đà Phật là tròn đủ 84 hạnh, 84 ngàn hạnh, 84 ngàn hạnh, 84 ngàn, 4 ngàn pháp môn. Những người tu thiền thường hay người ta đưa ra 1700 công án thì chư tổ nói một câu A Di Đà Phật là làm trọn vẹn 1700 công án của thiền để một đời này minh tâm kiến tánh, kiến tánh này. Từ bây giờ do sĩ vị trong thiền tông luôn luôn tìm đường là đi thẳng về chân tâm của thành đạo, thì đó đang là một câu A Di Đà Phật trực tiếp đi thẳng về chân tâm. Tại vì chư vị thành tâm niệm A Di Đà Phật là niệm thẳng cái chân tâm của mình, tại vì A Di Đà Phật chính là cái chân tâm của mình. Rõ ràng thì hỏi chư vị có mình niêm lên một cái là tự đụng tới chân tâm liền. Con đường nào ngắn nhất đi, đi con đường ngắn nhất thì sự thành tựu sẽ nhanh nhất. Rõ ràng chư vị thấy bao nhiêu năm qua có nhiều người không hiểu lý đạo này mà đi lang thang tìm ra một người thành đạo tìm không ra, vô cùng khó, vô cùng khó. Chứng tỏ là khi xả bỏ vào tâm toàn thể những cái nhục thân ra đi, bị hủy hoại, bị tan biến, bị đau đớn, bị u buồn, bị đau thức, con người nếu mà tại sao người ta ra đi thân tướng tốt đẹp như vậy, chứng minh cụ thể đúng như vậy rõ ràng. Hãy thành tâm niệm ngay câu A Di Đà Phật để làm cho chúng tâm ứng hiện A Di Đà Phật phóng quang để cứu cái chân tâm đó về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng để bên cạnh đó bao nhiêu nghiệp chướng tội ác thì tiêu tan ngõ nào mất hết, không báo hại được một người vãng sanh về Tây Phương. Nó không báo hại được một người vãng sanh về Tây Phương, nhưng mà cái nghiệp trước mình vẫn báo hại chúng sanh trong các mười phương khi mình làm hại họ, đúng không chứ vậy? Rõ ràng không? Như vậy thì làm sao mà trả đấy? Dùng cái năng lực của một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương biến hóa phi thường, thiên báo hóa thân đầy đủ, đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh, giúp cho thoát nạn để mình trả nghiệp. Chứ vị có thấy hay hơn là đi xuống địa ngục để cho những vị đó tới cắt đầu mổ ruột mình để mình trả lại không? Đúng không chứ vị? Rõ ràng mà, đây là cái đạo giải thoát mà, cái đạo vừa trả nợ nghiệp mà vừa thành tựu cho chính mình. Tại sao không tin? Đã chứng minh cụ thể tại sao chúng ta không tin? Chính vì thế Phật cũng nói chỉ có niệm Phật mới thành đạo. Niệm Phật phải giải quyết tất cả mọi công việc. Chúng ta không chịu nghe, chúng ta đi con đường lang thang thì chúng ta chịu nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy. Pháp hộ niệm là dạy chúng ta mau mau tin lời Phật dạy, tin kịp thời để chúng ta giải nạn trong một đời này. Chứ vì không tin thì để vạn đời sau tin cũng được, khổ chỉ mà khổ dữ vậy. Và cái đời sắp có gặp đại Phật pháp đấy mà lúc nãy không chứ, phải không? Ráng lên nghe chư vị nha, chịu chưa? A Di Đà Phật. Cho nên tu hành, mong chư vị, nếu chư vị có đọc kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rất nhiều câu này: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhiều lắm trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật dám khẳng định với chúng ta, giả như cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dụng cầu chánh giác. Giá như chư vị làm phước, làm đức, làm thiện, bố thí giúp người cúng chùa xây miếu, dỗ cho chư vị xây cả hàng vạn ngôi chùa, cúng dường hàng vô số chư Phật, cũng không bằng chư vị thành tâm tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ chính là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chư vị có thấy cái giá trị vô cùng tuyệt vời của cái nguyện tha thiết được
theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc không? Phải thấy để mà hạ quyết tâm nguyện. Không thấy nhiều khi nguyện hững hờ. Một cái đại nguyện có giá trị mạnh hơn, quý hơn cúng dường hằng sa chư Phật mà chúng ta không làm. Trong khi thời mạt pháp này, chư vị tìm đâu ra một vị Phật để mà cúng dường đấy? Tìm đâu ra một người A-la-hán mà cúng dường đấy? Chúng ta chỉ cúng dường là những người của phàm tục này, là những gì của xi măng cốt sắt trong cái thế gian này. Các bụi nó cũng trở thành với các bụi, mà chư vị là có nhiều người để cho cái đó là chính, cho cái đó là ngon, không chịu bỏ bản thân Tây Phương Cực Lạc. Tức là chúng ta thực sự hình thức thì tu Phật học, mà nội dung chúng ta đi lệch vô cùng, lệch đến tận cùng mà không hay. Thế chư vị mới biết tại sao mà Phật phải dạy chúng ta phải nhất hướng chuyên niệm không, phải quyết lòng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Tại sao bệnh chúng cứ Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh, khi đang bệnh vừa hết bệnh là mừng ơi là mừng, trong khi bác sĩ nói anh sắp chết rồi buồn ơi là buồn, trong khi mình cũng nguyện vãng sanh mà lúc sắp chết lại buồn thì làm sao gọi là nguyện đúc? Tại sao lại quyết nói là tôi tha thiết nguyện? Nên nhớ mỗi một thời điểm chúng ta chỉ có một báo thân duy nhất mà thôi. Về Tây Phương cũng vậy, chúng ta cũng chỉ có một báo thân duy nhất mà thôi. Chứ vị thành Phật, chứ vị cũng chỉ có một báo thân duy nhất mà thôi. Nhưng mà báo thân duy nhất của một vị 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 thật cũng đã thuộc đổi rồi. Báo thân ngon là, còn báo thân chúng ta là báo thân tệ hại, bệnh lên bệnh xuống. Tham chứ chư vị, nhớ cho chị, báo thân của một vị Phật. Bên cái báo thân đó, các ngài cũng có thiên ba ức hóa thân, nhiều hóa thân để đi cứu độ chúng ta. Chúng ta đi một báo thân là một báo thân, không có hóa thân được cái gì cả, khổ vô cùng. Mong chư vị biết được như vậy, tự nhiên mà thấy trước cảnh chết chúng ta vui cười ra đi. Rất nhiều người đã niệm Phật và vui cười ra đi, tại vì người ta hiểu đạo. Hiểu đạo không phải là họ lanh lợi gì, mà hiểu đạo là do các chư tăng gián giải, do ban hộ điểm gián giải còn kỹ hơn, còn gần gũi hơn, mà bên cạnh gián từng ngày, rồi khi chư vị bệnh chuốc người ta gián từng giờ, lúc lâm chung người ta gián từng phút, ngay trong giây phút lâm chung người ta cũng gián giải cho bác sáu ơi, bác sắp sửa xả bỏ cái báo thân tệ hại này rồi, để chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc, mừng lên đó, vui lên đó, bừng bừng niệm Phật, vui vẻ niệm Phật. Tự nhiên người đó nghe một câu này không còn sợ, nó vui vẻ đón chờ, tâm tâm cảm ứng liền A Di Đà Phật ứng hiện ra, họ theo A Di Đà Phật, họ mỉm cười và giơ tay ra đi liền. Rõ ràng ứng hiện pháp Phật vi diệu trước mặt chúng ta. Chư vị có muốn hướng cái phước báo này không? Hãy tin tưởng đi nhé, đừng nên nghi ngờ nữa, không tốt. Nhất định phải chuyên lại, đừng nên lang thang nữa mà bị đại họa, đừng nên đi nhiều ngã nữa mà lúc đó không biết chọn ngã nào là ngã giải thoát, ngã nào là ngã đọa lạc. Khổ lắm đấy chư vị ơi. A Di Đà Phật.